diễn viên Huy Khánh hé lộ các C cũng trong lần đầu đóng phim. Nhân vật Thái của phim Dốc Tình là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Huy Khánh. Theo chia sẻ, các C anh nhận được cho vai diễn này là 35 triệu đồng. Chia sẻ trong chương trình Lời Tự Sự, Huy Khánh cho biết tính đến hiện tại đã tham gia nghệ thuật được 20 năm. Ngay từ khi còn học ở trường, anh ghi dấu ấn với khán giả qua nhân vật Thái của phim Dốc Tình. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ, nam diễn viên thường được đạo diễn mời vào vai lãng tử, đào hoa. Trong hành trình làm nghề, anh trải qua nhiều công việc khác nhau như diễn viên, sản xuất, MC, người mẫu ảnh. Cái mà tôi muốn tìm tòi ở thời điểm hiện tại là công việc của một đạo diễn, anh nhấn mạnh. Huy Khánh tâm sự lúc bé, anh không nghĩ bản thân sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Nam khách mời chỉ mong sẽ là một công việc mà nhiều người biết đến. Khi lên cấp 3, anh tích cực tập vẽ để thi vào ngành đồ họa vi tính. Khoảng thời gian đó, một người bạn ngỏ ý rủ anh thi vào trường sân khấu điện ảnh. Tôi nghĩ có người hướng dẫn cho mình thì đi thi cho biết. Sau đó, tôi đậu cả hai trường luôn. Nhưng trường tôi được điểm cao ngoài mong đợi lại là trường sân khấu. Tôi nghĩ chắc mình phải có tài năng hay vì lý do gì đó thầy cô mới cho mình điểm cao, anh chia sẻ. Nam khách mời kể thời điểm đó, phim ảnh không nhiều như bây giờ. Thậm chí, khi học ở năm nhất, anh chứng kiến nhiều đàn anh trong nghề trở lại trường tìm việc. Điều đó khiến Huy Khánh thêm hoang mang về quyết định của mình. May mắn đến năm 2002, tôi được mời đi casting phim Dốc Tình. Anh Lưu Trọng Ninh là đạo diễn nổi tiếng và mát tay thời điểm đó. Tôi phải thương lượng với gia đình để được đi đóng phim. Mẹ hỏi tôi chưa học xong mà đi phim vậy thì có học được hay không? Tôi phải gặp thầy chủ nhiệm và thầy bảo cơ hội đến thì cứ đi đi. Anh kể. Theo Huy Khánh, các C đầu tiên trong sự nghiệp đóng phim của anh là 35 triệu đồng. Nam khách mời chia sẻ, đối với tôi, một sinh viên đang học trong trường thì số tiền đó là quá nhiều. Tôi vừa nói ra số tiền mẹ đã bảo đi đi. Thật ra lúc đó giá trị tiền không quan trọng. Quan trọng là mình có vai diễn trong lúc mình đang đi học. Tôi sẵn sàng đón nhận và tham gia dự án đó. Nhờ phim Dốc Tình mà tôi có được vị trí như hôm nay. Theo lời chia sẻ của nam diễn viên, thành công của dự án phim truyền hình này giúp anh có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực diễn xuất. Sự nghiệp làm phim của tôi bao nhiêu năm qua lúc nào cũng được nhận vai chính hết. Tôi cảm thấy mình may mắn trên con đường nghệ thuật này, anh tâm sự. Dù vậy, nam diễn viên khẳng định bản thân cũng phải trải qua quá trình casting, vượt qua nhiều đối thủ để có được những vai diễn ấn tượng trong mắt khán giả. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.